Phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện nay vì phòng chống dịch Covid-19 bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới, đòi hỏi cách ứng phó phải mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đồng thời cần phải thay đổi biện pháp phòng chống dịch để phù hợp với tình hình mới. Trên thực tế, phần lớn những ca dương tính với Covid-19 ở nước ta đều do xâm nhập từ nước ngoài vào. Do đó, cùng với những động thái tích cực của chính phủ như tạm dừng cấp visa cho hành khách du lịch đến các nước có dịch, cách ly ngay tại cửa khẩu đối với các hành khách và người Việt Nam đến từ vùng dịch, thì việc triển khai thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam cũng là giải pháp mang tính cấp bách. Để việc khai báo được thực hiện một cách dễ dàng, Bộ Y tế đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hai ứng dụng có thể dễ dàng sử dụng trên máy vi tính, điện thoại di động và máy tính bảng đó là ứng dụng khai báo sức khỏe tự nguyện nCoV dành cho mọi người dân Việt Nam và ứng dụng khai báo sức khỏe du lịch Việt Nam Health Declaration được hỗ trợ 12 ngôn ngữ dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam. Ngoài ra, người dân cũng có thể truy cập vào địa chỉ sức khỏe toàn dân.vn, xuyệt khai báo y tế hoặc tờ khai y tế.vn và làm theo hướng dẫn để thực hiện khai báo y tế điện tử. Thông qua ứng dụng này, người dân còn nhận được những thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, bao gồm bản đồ vùng dịch, tình hình dịch bệnh và các chỉ dẫn trong những tình huống khẩn cấp. Ngay sau cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân, trưởng ban phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh và các địa phương một số vấn đề trọng tâm trong phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới như thực hiện việc rà soát, xác minh tất cả các công dân đến từ các nước châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 trở về nước và hiện đang lưu trú trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chuẩn bị kịch bản diễn tập, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên diện rộng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng, tập trung đông người từ ngày 16 tháng 3.